Xin chào mừng anh em đã quay trở lại. Mình là Super Heo và mình đảm bảo với các bạn là mình vẫn ân hại như mọi khi. Hôm nay sẽ là video mà rất nhiều bạn đang đón chờ và rất nhiều người hối thúc mình. Anh ơi làm video này đi, ông ơi làm đi, thằng kia mày làm nhanh tao xem cái. Thì đây sẽ là video đầu tiên speed test giữa chiếc Samsung Galaxy S9 đọ sức với Apple iPhone 10. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Và các bạn đang theo dõi video của mình, bất kỳ ai có nhu cầu mua iPhone 10 hoặc Samsung Galaxy S9 thì đều có thể đến Cellphone S. iPhone 10 thì các bạn thể mua ngay với mức giá rất là hợp lý, rẻ hơn rất nhiều so với đầu ra mắt rồi. Hoặc Galaxy S9 thì các bạn thể đặt trước, và Cellphone S mình nghĩ sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên bán ra Galaxy S9 và S9 Plus. Các bạn nhớ rằng khi qua mua, đọc pass bạn Somehow để được giảm giá nhá, mình đảm bảo giảm giá dưới 1 tỷ đồng đó. Đầu tiên mình phải nói thì cả hai chiếc máy này đều đang cắm SIM, đều đang sử dụng chung một mạng Wi-Fi, đều chạy phiên bản iOS mới nhất và Android mới nhất. Ở bên chiếc Samsung Galaxy S9 chúng ta có Android 8.0 Oreo, còn bên chiếc iPhone 10 là iOS 11.2.6. Cả hai chiếc máy này mình đều mới phải khởi động lại và tất cả không có ứng dụng chạy ngầm. Nói qua một chút về điểm AnTuTu Benchmark thì bên chiếc Samsung Galaxy S9 có 227.619, còn bên chiếc iPhone 10 thấp hơn là 168.308, nhưng mà điểm số không nói lên được gì cả. Nhưng mà nhiều ông cứ hỏi là ông ơi AnTuTu này bao nhiêu, thì đây là điểm AnTuTu nếu các bạn quan tâm. Và bây giờ chúng ta đến với chủ đề chính là Speed Test. Bắt đầu bằng ứng dụng đồng hồ, bấm giờ cả hai cùng một lúc. Chúng ta đi đến mấy game đầu tiên là game cát, một game bắn nhau rất là hút máu như Cortex, như Diana luôn. Anh em nào không nạp tiền thì vào cứ xác định để bắn em vỡ mồm. Hiện giờ thì chưa có thấy điều gì khác biệt cả, cái máy được load rất là từ từ. Rồi, vẽ chín xong trước tí tẹo không đáng kể, Angry Birds. Ở đây mình có 5 dòng, mỗi dòng 5 ứng dụng. Hầu hết đều là game và các ứng dụng mà các bạn sử dụng hàng ngày. Angry Birds thì bên iPhone 10 xong trước rồi. Đó, các bạn thì thấy là cái cảnh chuyển qua chuyển lại giữa ứng dụng của trên iPhone 10 rất là mượt mà. Còn chiếc S9 bản demo của mình thì không biết là nó có ổn định hay không. Nhưng mà mình cảm giác là khi mà chuyển cảnh nó chưa được mượt mà cho lắm. Đó là cái lỗi cố hữu trên cái giao diện của Samsung rồi. Rồi, và iPhone 10 đang vượt trước một ứng dụng ở Archery King. Liệu S9 có đuổi kịp hay không? Xong, chuyển sang Jetpack Joyride rồi. Có thể nói là chiếc iPhone 10 đi trước hẳn 2 ứng dụng so với chiếc Galaxy S9 đang ở Facebook, Instagram. Trong khi đó bây giờ chiếc Galaxy S9 mới đến Jetpack Joyride. Và bây giờ vào YouTube, play video đầu tiên. Rồi, để đó thoát ra, chúng ta tiếp tục đến với phần mềm Zing MP3. Trong khi đó thì Galaxy S9 đang chật vật ở Facebook. Bây giờ mới đến Insta. Bây giờ mới đến YouTube. Trong khi đó thì iPhone 10 đang ở Lazada, sang Gmail rồi. Ứng dụng cuối cùng mở App Store và quay lại bấm giờ. Thời gian là 1 phút 28 giây. Vòng 2 thì có lẽ không cần phải đếm đâu, bởi vì chúng ta kiểm tra đa nhiệm thôi mà. Nhưng mà biết đâu được bất ngờ là hai máy này đã không lưu đủ dữ liệu trong RAM. Wow, trong khi chiếc iPhone 10 chạy bay bay ở vòng 2 chịu lỗi ứng dụng gì, thì chiếc Galaxy S9 cũng vừa mới xong vòng đầu tiên ở ứng dụng Play Store với thời gian là 1 phút 46 giây. Rồi, chiếc iPhone 10 đang chạy như bay, lướt qua tất cả các ứng dụng không lỗi lại bất kỳ một ứng dụng nào, kể cả Chrome, kể cả Google Maps luôn. Lazada thì sao? Wow, khá là kinh khủng khiếp. Rồi Gmail, App Store. Và chiếc iPhone 10 hoàn thành với 2 phút 2 giây, rất là tuyệt vời. Bỏ xa chiếc Galaxy S9. Trong cái đó S9 thì Angry Birds chịu lỗi lại này, Cat chịu lỗi lại này, Fruit Ninja thì sao? Fruit Ninja không phải lỗi lại, rất là tốt, nhưng mà cảm giác cũng hơi cà giật khi chuyển cảnh. Thì mình nghĩ là Samsung cần làm gì đó, hoặc có thể đây là chiếc máy mà mình sử dụng hàng demo thì nó không được ổn định cho lắm. Thì nếu về sau mình có hàng thương mại, mình sẽ làm lại video speed test khác dành cho anh em. Mà trước tiên chúng ta sẽ có những nhìn nhất định đã. Và YouTube thì sao? YouTube, vẫn còn, may quá. Máy báo pin yếu kìa. Mở Zing, Zing phải lốt lại. Ứng dụng đầu tiên phải lốt lại đó là Zing. Google Maps còn nguyên. Lazada, Lazada lốt lại rồi. Chrome lốt lại rồi. Gmail cũng lốt lại luôn. Các ứng dụng văn phòng cuối cùng thì có vẻ phải lốt lại. Play Store vẫn còn, vâng. Và chiếc Galaxy S9 hoàn thành với thời gian là 2 phút 50 giây. Thời gian load lại thì lâu hơn khá là nhiều so với chiếc iPhone 10, bởi vì hiệu ứng chuyển cảnh khá là cà giật,
cũng như là việc một số ứng dụng của nó lại. Trong khi đó thì vòng đầu tiên chiếc iPhone 10 cũng giành chiến thắng với tốc độ load nhanh hơn cũng tương đối là đáng kể. Thì đó là video speed test rất nhanh và chiếc máy này. Thực sự thì các bạn sử dụng hàng ngày không ai mở nhiều ứng dụng như này cùng lúc để mà so sánh với nhau cả. Còn nếu các bạn mở từ ứng dụng một và theo cái trải nghiệm của mình thì là không vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình sẽ còn quay trở lại khi nào mà hai chiếc máy update và mình có trên tay bản thương mại của chiếc Samsung Galaxy S9 thì mình sẽ cập nhật thêm cho anh em xem là cái hiệu năng nó cải thiện hay không. Bởi vì bây giờ mình thấy nó chưa ổn định cho lắm. Và đó là video ngày hôm nay. Hy vọng mọi người thấy thú vị và vui vẻ. Nếu thấy hay hãy bấm like như subscribe với channel Shop Health. Còn bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại anh em cho các video khác. Bye bye.